Chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thử hóa thân thành nàng công chúa để dọn dẹp phòng và trang trí phòng nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dọn rác nào. Chúng ta sẽ nhặt rác vào một thùng riêng như thế này. Và thật là nhanh chóng nha các bé. Chúng ta sẽ nhặt rác. Kế tiếp theo thì chúng ta sẽ để quần áo dơ vào một chiếc thùng riêng. Xong rồi, chúng ta sẽ đặt sách vở vào một chiếc thùng khác nữa nha. Không để chung đồ vì như thế sẽ khó kiếm đó. Chúng ta sẽ nhặt riêng. Và bây giờ chúng ta sẽ lau những vết bẩn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lau sàn nhà. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sửa chữa bức tường hư này. Rồi, chúng ta sẽ dùng hồ để trám cái này lại và đặt một viên gạch khác. Sau đó dùng búa đóng lại như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sơn lại tường thôi. Wow, bức tường thật là mới tinh luôn phải không nào các bé? Và chúng ta đặt đồ vào vị trí cũ. Gương. Và tiếp theo thì bây giờ thì chúng ta sẽ trang trí phòng mới nha. Ở đây có rất là nhiều kiểu giường và màu khác nhau. Chị Bí Đỏ sẽ chọn chiếc giường này trông rất là trẻ con phải không? Vì chị Bí Đỏ biết là những bé yêu quý chị Bí Đỏ thường là con gái nên chị Bí Đỏ sẽ chọn những thứ mà chị Bí Đỏ nghĩ là bé gái thích. Thì ở đây cũng có rất là nhiều kiểu tủ và nhiều màu khác nhau. Chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tủ như thế này, rất là dễ thương và chị Bí Đỏ nghĩ là phù hợp với trẻ con đó. Một chiếc bàn trang điểm thì chị Bí Đỏ nghĩ là chúng ta không nên chọn bàn quá cao như thế này. Chúng ta có thể chọn một chiếc bàn trang điểm như thế này chẳng hạn. Và một chiếc gương như thế này cũng khá là dễ thương phải không nào? Ở đây là rèm cửa thì chúng ta có thể chọn nhiều kiểu rèm cửa và nhiều màu khác nhau nha các bé. Chị Bí Đỏ sẽ chọn chiếc rèm cửa như thế này trông giống như lò cua điện phải không nào? Kế tiếp là tường thì chị Bí Đỏ sẽ chọn tường như thế này, một màu hồng rất là trẻ con và ngây thơ. Kế tiếp là sàn nhà thì cũng có rất là nhiều kiểu màu của sàn nhà. Chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu sàn nhà như thế này, vừa sáng và lại sang trọng nữa. Còn bây giờ thì chúng ta xem nào. Wow, một căn phòng thật là đẹp phải không? Các bé có nghĩ như chị Bí Đỏ không nào? Các bé có muốn được ngủ trong một căn phòng như thế này không? Hãy trả lời cho chị Bí Đỏ biết với nha. Các bé có muốn xem những video tiếp theo của chị Bí Đỏ không? Các bé muốn dễ dàng xem những video tiếp theo của chị Bí Đỏ thì mình có thể nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới để dễ dàng theo dõi chị Bí Đỏ nha. Còn bây giờ chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.